Xin chào các anh chị em. Theo yêu cầu của nhiều anh chị em thì hôm nay thì Tùng sẽ hướng dẫn cho anh chị em quạt điệu bolero. Bây giờ thì Tùng sẽ vận dụng cái mẫu đệm quạt vào bài Con đường xưa em đi. Thì Tùng mời anh chị em nghe thì Tùng đệm mẫu. Có nàng hoen đôi mi ngóng theo đường vắng quê, hỏi còn ai cô chi. Cho nên là yêu cầu khi tập bài này thì anh chị phải đàn được điệu bolero cơ bản, anh chị phải bấm được những hợp âm cơ bản. Thì vào bài này thì chủ yếu là tập cái phần nhịp ráp hai tay vào lời hát thôi. Bây giờ chúng ta sẽ tập mẫu đệm điệu số 8 ha, mẫu đệm số 8 điệu bolero. Anh chị nghe thầy Tùng đọc khẩu quyết và thầy Tùng sẽ thị phạm bằng tay phải chậm, và anh chị sẽ nhìn vào đó và anh chị tập theo. Mẫu đệm số 8 này thì Tùng bấm vào la thứ nha. 1 2 và 3 và 4 và 1 2 và 3 và 4 và 1. Thì anh chị thấy là anh chị thấy thì Tùng đọc là 1 2 3 4 đúng không? Thì những cái chỗ mà Tùng đọc 1 2 3 4 á là anh chị rải ngón cái xuống hoặc là ngón trỏ cũng được nha. Còn cái chỗ nào thì Tùng đọc chữ và là anh chị hát ngón cái lên, và là hát lên ha. Còn 1 2 4 thì chúng ta rải xuống. Rồi thì Tùng làm lại nè, chậm. 1 2 và 3 và 4 và trở lại từ đầu. 1 2 và 3 và 4 và 1 2 và 3 và 4 và 1 2 và 3 và 4 và 1. Thì anh chị nhớ là phải đọc thuộc khẩu quyết, anh chị nhìn trên màn hình thấy không? Thì Tùng ghi sẵn đó, thì anh chị nhìn vào đó và đọc. Đọc sau đó chúng ta, khi mà đọc chúng ta hiểu được rồi, chúng ta thuộc rồi, ghi nhớ rồi, thì chúng ta điều khiển cái tay chúng ta, nó làm theo cái trí nhớ của chúng ta. Nhớ nha, làm sao đó mà để chúng ta nhớ được và chúng ta điều khiển cái tay làm theo ý của mình. Chứ khi mà chúng ta chưa có rõ, chúng ta chưa có thuộc được cái khẩu quyết mà chúng ta đàn luôn á, thì nó rất là khó, rất là dễ bị lộn. Rồi anh chị tập lại với Tùng thêm một lần nữa nha. 1 2 và 3 và 4 và 4
khi mà anh chị quạt thuộc được rồi thì chị thật chuyển hợp âm, thì nhớ là anh chị chuyển hợp âm là ngay cái chỗ phách một đó, khi nào chúng ta đọc một là chỗ đó chúng ta chuyển hợp âm. Thì tôi ví dụ nha, 1 2 và 4 và 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 chuyển thấy chưa. Rồi khi mà anh chị chuyển hợp âm được rồi, tay trái được rồi, chuyển hợp âm ngon lành, tay phải đàn được điệu luôn, thì lúc đó chúng ta mới vận dụng vô bài hát. Khi vận dụng vô bài hát, anh chị cũng chia làm hai bước. Bước thứ nhất là chúng ta chỉ đờn một hợp âm thôi, một hợp âm là thứ chúng ta hát nguyên bài, nguyên một đoạn điệp khúc á. Sau khi mà cái lời hát nó kết hợp được với phần đệm rồi, thì bước tiếp theo thì chúng ta mới là chuyển hợp âm. Nhớ nha, anh chị chia làm hai bước nha. Bước đầu tiên chỉ đờn một hợp âm thôi. Bây giờ anh chị sẽ vận dụng cái mẫu đệm chúng ta vừa luyện xong vào bài, và với một hợp âm la thứ thôi, không có chuyển hợp âm nha anh chị, không chuyển hợp âm, để chúng ta tập nhịp trước cái đã. Sau khi mà tập nhịp quen rồi thì lúc đó mới chuyển hợp âm sau. Rồi bây giờ thì anh chị tập trung với Tùng và đờn rất là chậm nha. Em ơi là vào nè. Em ơi nhìn gió lên khơi, lòng có trong người một người xa cuối trời, đời đây tiếng gác canh dài e ấp đôi lời mình còn nhớ thương hoài. Em ơi màu áo phong sương mình bàn tay chính đàng dâng hoa dâng hết ân tình, tình đến bao giờ hỏi đường xưa mà nhớ con đường xưa em đi. Thì cái chỗ mà con đường xưa đi chúng ta có thể là ngưng đàn lại ha, để cho tới con đường Sibi thì chúng ta đàn lại cách thứ nhất lại. Thì vừa rồi là chúng ta đã tập với một hợp âm mà hát hết đoạn điệp khúc. Thì bây giờ là bước thứ tiếp theo là anh chị sẽ chuyển hợp âm và ghép vào phần hát vào đoạn điệp khúc luôn. Rồi, đừng chậm nha. Em ơi nhìn gió lên khơi, lòng vừa rồi thì Tùng đã hướng dẫn cho anh chị em là cách quạt điệu bolero áp dụng vào bài con đường xuyên đi. Anh chị nhớ là khi tập anh chị sẽ thực hiện theo từng bước, thì Tùng hướng dẫn nếu mà bước nào chúng ta tập theo video rồi mà chúng ta chưa tập kịp thì anh chị bấm dừng video lại và tua lại cái đoạn hồi nãy đó thì chúng ta tập lại, khi nào được rồi thì chúng ta mới tiến tới đoạn tiếp theo. Trong quá trình học thì anh chị nên tải cái xích nhạc ra rồi in, tải về rồi in ra để ngay chỗ học chúng ta, để chúng ta nhìn vào cái xích nhạc chúng ta tập thì nó sẽ tiện hơn. Lưu ý thứ hai là anh chị nên tập với máy tính laptop hay là trên màn hình tivi, để cho cái màn hình nó bự, anh chị nhìn vô nó sẽ dễ hơn, anh chị tập nó sẽ hiệu quả hơn rất là nhiều.
À, thì Tùng xin chào anh chị và hẹn gặp lại anh chị trong những bài giảng tiếp theo. Chúc mừng anh chị đã xem hết video của Nguyễn Xuân Tùng. À, để không bỏ lỡ những video tiếp theo, anh chị bấm vào nút hình quả chuông để khi có video mới thì chúng tôi sẽ thông báo cho anh chị biết. Hoặc anh chị có thể xem những video tương tự trong phần gợi ý phía bên trái hoặc là bên phải của màn hình. Xin chào anh chị.